That's right. Because when we are kids, tại vì khi mình là một đứa con nít, our parents fucked us up. Chính ba mẹ của mình hủy hoại cuộc đời mình như vậy. Hey Tom, it's the one and only Floyd Money Mayweather. First, I want to say congratulations on your YouTube channel. Everybody needs to follow your YouTube channel. So what everyone needs to do is subscribe to Tom Peng. Great guy, great person. Tom, keep up the great work. Yesterday. Ngày hôm qua. I forgot whether it's yesterday or Saturday. Tôi cũng không nhớ rõ là thứ bảy hay là hôm qua. I forgot where, but anyways, I was talking to our sales director. Nhưng mà tôi nói chuyện với cái bạn sales director của chúng tôi. Yeah, I forgot where, but I was talking to our sales director. Tôi không nhớ là tôi nói chuyện với bạn ấy ở đâu, nhưng mà tôi có nói chuyện với bạn sales director của chúng tôi. But she worked here 4 years. Bạn ấy đã làm việc ở đây 4 năm rồi. She joined us as a salesperson. Bạn ấy vào đây làm việc với vị trí là một người làm sale bình thường. And back then, like 4 years ago, our base salary was only 5 million dong. Và lúc đó 4 năm trước, lương cứng của chúng tôi chỉ có 5 triệu. And our office looked like shit. Và cái văn phòng của chúng tôi lúc đó nó nhìn như cứt. Not like this. Không giống như bây giờ đâu. Our office was a different building. It was cockroach and rats. Văn phòng của chúng tôi ở một tòa nhà khác, vừa có gián vừa có chuột. I ask her. Tôi hỏi bạn ấy. You know, like in she joined us when we just started. Bạn ấy bắt đầu cùng với chúng tôi vừa mới là một công ty mới thành lập. I ask her, you know, we pay her so little money. Tôi hỏi bạn ấy là lúc đó chúng tôi trả cho bạn rất thấp. And you know, most people quit. Hầu hết mọi người ai cũng nghỉ hết. Why she stay 4 years? Thì tại sao bạn ấy lại ở đây tiếp tục ở đây 4 năm? She said. Bạn ấy nói rằng. I want a challenge. Tôi muốn có một cái thử thách. She told me that actually she got acceptance. She has job offer from 3 other companies. Và bạn ấy nói là bạn ấy nhận được offer từ 3 công ty khác nhau. But she see the most potential with us and she want a challenge. Nhưng bạn ấy nhìn thấy cái tiềm năng lớn nhất từ phía chúng tôi và bạn ấy muốn chấp nhận cái thử thách với công ty chúng tôi. And she never gave up. Và đó là lý do bạn ấy không bao giờ bỏ cuộc. And today she's a sales director. Và ngày hôm nay bạn ấy chính là sales director. Managing about 50 people. Và bạn ấy đang quản lý một nhóm khoảng hơn 50 người. Everything Alibaba.com she's responsible for. Tất cả mọi thứ liên quan đến Alibaba.com trong công ty bạn ấy đều là người chịu trách nhiệm. Because she never gave up. Bởi vì bạn ấy không ngừng, không bao giờ bỏ cuộc. Right. There's a lot of salespeople join us but they give up. Có rất nhiều bạn nhân viên sale vào làm với chúng tôi nhưng mà họ đều bỏ cuộc. They come here, they họ work, đến... they quit, they go to another company, they work, they quit. And they go to another company. Họ đến đây, họ làm việc rồi họ bỏ cuộc. Họ đến công ty khác, họ làm việc, họ bỏ cuộc. Rồi tiếp tục những công ty khác cũng như vậy. So they never learn anything. Thế nên họ không bao giờ học được bất kỳ thứ gì. So they never make any progress with their career. Vậy nên họ không tạo ra được bất kỳ cái quá trình hay cái tiến trình nào với cái công việc của họ. So they're perpetually poor. Thế nên họ mãi nghèo. I'm telling you this because I don't want you to be that. Tôi nói với các bạn điều này vì chúng tôi không muốn các bạn cũng như vậy. Right, our company actually has a very strong sales team. Thực sự công ty chúng tôi có một đội sale rất mạnh. Right, it's your opportunity to be great. Đó là một cơ hội để cho các bạn trở nên tốt đẹp hơn. Our company has system, has process. Công ty của chúng tôi có hệ thống, có quy trình. You're not gonna find a better company with a better sales team. Các bạn sẽ không tìm được một công ty nào khác với một cái đội sale nào khác tốt hơn như vậy đâu. I'm not saying it's easy and comfortable. Tôi không nói là nó sẽ dễ dàng, nó sẽ thoải mái. It's going to be a challenge. Mà nó sẽ là một thử thách. And the biggest challenge is can you wake up every morning? Và cái thử thách lớn nhất là liệu các bạn có thể thức dậy mỗi buổi sáng hay không? Come to work. Đi làm. And when customers say không có nhu cầu. Và khi khách hàng nói là không có nhu cầu. Can you keep on going? Liệu các bạn có tiếp tục được nữa hay không? That's going to be the biggest challenge. Đó sẽ là cái thử thách lớn nhất của các bạn. Most of you cannot. Phần lớn các bạn ở đây sẽ không làm được. Alright, and why most people cannot? Vậy thì tại sao phần lớn các bạn lại không làm được? Because thôi là không có kiên trì. Cần hơn location. Okay, Cần Thơ 500 points. Rồi cho Cần Thơ 500 điểm.
Sợ khách từ chối. Fear rejection. Fear rejection. Okay, 500 points. Rồi 500 điểm cho team A3. Why people have fear of rejection? Tại sao các bạn lại có cái nỗi sợ bị từ chối đó? Not enough motivation, they don't want money enough. Không đủ động lực, tại vì các bạn không đủ ham muốn về tiền hay sao? Yeah, if they don't want money enough, they will not be motivated. Nếu như các bạn không đủ tha thiết với tiền thì các bạn sẽ không có động lực đâu. Maybe they're already rich. Có thể là tại vì các bạn đã giàu sẵn rồi. Or maybe they don't think money is important. Hoặc họ lười. Vì các bạn họ lười, họ muốn có công việc dễ. Maybe they think they nhưng mà cái cách kiểu tiền. Maybe they think having instant noodle every day is okay. Tại vì có thể họ nghĩ là bây giờ mỗi ngày ăn mì gói cũng không sao. Not me. Nhưng mà không phải là tôi. Right, who said motivation? Hà Nội. Hà Nội 500 points. Who else said what? Only Hà Nội. Okay, 500 points. Rồi, right. Cho Hà Nội 500 so điểm. So where the fear of rejection come from? Vậy thì cái nỗi sợ bị từ chối của các bạn đến từ đâu? Cần Thơ không tự tin. Not confident. No, you're all very confident. Không phải, tất cả các bạn đều rất tự tin. You're all very confident that you're the best and it's our fault. Tất cả các bạn đều rất tự tin rằng các bạn là giỏi KPI nhất. Cần Thơ sợ khách hàng từ chối. Đó, who said not confident? Từ chối nhiều lần. Who said not confident? Cần Thơ 500 points, what are you gonna say? Rồi, Cần Thơ 500 điểm. Nỗi sợ đó đến từ khách hàng do bị từ chối nhiều lần. So what? Thì sao chứ? 500 points A2, so rồi. What? Cho 200 điểm, nhưng mà nếu như vậy thì sao gotta chứ? Play the numbers game. Mình phải chơi trò chơi con số. We know, it's 2 out of 100. Chúng ta biết là 2 trên 100. That means 98 rejection. Nghĩa là mình có đến 98 sự từ chối. In our business, we need to handle rejections. Và trong cái việc, công việc của mình phải giải quyết được cái sự từ chối đó. Where the fear of rejection come from? Vậy thì cái nỗi sợ bị từ chối đó đến từ đâu? Đến sự hèn nhát. Cần Thơ không có sự kiên nhẫn. Đến từ nhỏ. Hà Nội đến từ sự hèn nhát. Yeah, 500 points. Rồi, 500 điểm với team A3. Did you tell her the answer? Yes. You don't know? No. Yes, you did. You write on the paper? Cần Thơ không có sự kiên nhẫn. Teamwork. No, not teamwork. not teamwork, yeah. Okay, but that's okay. Give them 500. All right. That's right. Because when we are kids, tại vì khi mình là một đứa con nít, our parents fucked us up. Chính ba mẹ của mình hủy hoại cuộc đời mình như vậy. Not my parents. My parents are great. Không phải ba mẹ của tôi rất tuyệt vời. But your parents suck. Nhưng mà ba mẹ của các bạn lại không như vậy. Right, they fucked you up. Chính họ hủy hoại cuộc đời của các bạn. My parents never say no to me. Ba mẹ của tôi không bao giờ nói không với tôi. I don't understand the meaning of no. Tôi không hiểu được cái ý nghĩa của một lời nói không. Sometimes that's a bad thing. Nhưng mà đôi khi đó lại là lời nói xấu nha. But when you were a kid. Nhưng mà khi các bạn còn nhỏ. When you were a kid. Khi các bạn còn nhỏ. You know, when you start having desires. Khi các bạn bắt đầu có những cái nhu cầu. You want to have the candy, you want to eat the cookie. Bạn muốn ăn kẹo, muốn ăn bánh quy. You want to buy the toy. Bạn muốn mua đồ chơi. You say, "Mommy, daddy, I want to buy the candy, I want to eat the candy, I want to buy the toy." Bạn nói là ba ơi, mẹ ơi, con muốn ăn kẹo, con muốn mua kẹo, con muốn mua đồ chơi. What your mommy and daddy say? Thì ba mẹ của các bạn nói gì? No. Không. We don't have money. Không, nhà không có tiền. Candy bad for you. Con ăn kẹo sâu răng. No. Không. They always say no. Luôn nói là không. No, 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 no. Không, không, không. And then we feel what? Rồi mình cảm thấy như thế nào? Sad. Cảm thấy buồn. Scared. Sad. Cảm thấy buồn. Disappointed. Thấy thất vọng. Right? And we don't like to feel sad and disappointed. Và mình không muốn cái cảm giác buồn và thất vọng đó. So we grow up. Thế nên khi mình trưởng thành, we learn to avoid those feelings. Mình học cách tránh né những cái cảm giác đó. That's why. Cũng là lý do. Maybe you're a boy. You are a boy. Yeah. Có thể bạn là một người đàn ông, một right? Người đàn ông nha. And you see a girl that you really like. Và các bạn nhìn thấy được cô gái mà mình vô cùng yêu thích. But you don't go up to her and tell her how you feel, or you know, you don't say hi. Nhưng mà các bạn không dám mạnh dạn bước lên nói với cô ấy là các bạn cảm thấy như thế nào, hay là nói là mình thích cô ấy. I look at you but I mean everybody. Tôi nhìn bạn nhưng mà ý tôi nói là tất cả các bạn ở đây nha. He's like, why you look at me? Right. So, tại vì bạn ấy kiểu tại sao nhìn tôi. Right. Because we don't want to feel disappointed. Tại vì chúng ta không muốn cảm thấy cái sự thất vọng. That's why maybe there's a promotion in your company. Đó là lý do có thể là có một cái sự thăng chức sắp tới trong công ty của bạn.
new role. Một cái vị trí mới. But you don't go to your boss. Nhưng mà các bạn không đi đến gặp ông sếp của mình. You don't go to your boss and say I want it. Các bạn không đến gặp ông sếp của mình và nói là tôi muốn cái vị trí đó. Right, because you're afraid of that rejection. Tại vì các bạn sợ bị từ chối. You don't want to feel like shit. Các bạn không muốn cảm thấy là mình như cứt. Right? So this is why I'm talking to the boys now. Và đó là lý do tôi đang nói đến các bạn nam ở đây. Right, this is why there could be a beautiful girl right over there. Có thể có một cô gái rất xinh đẹp đứng ngay ngoài kia. A beautiful long hair. Một cô gái rất xinh đẹp, tóc long dài, legs, chân dài. Nice tits. Ngực đẹp. Nice ass. Đích rất là cong. You gotta do like that. Nice ass. So you have to moist. Huh? Moist. Nice yes. ass. Phải sờ nó mới thấy nó cong. And then standing there. Và cô ấy đứng ngay ngoài đó. Wearing almost nothing. Mặc mà gần như không mặc. Okay, she's standing there. Đứng ngay ngoài đó. And the boys. Và các bạn nam. Talking about you. Tôi đang nói đến các bạn ở đây. We'll talk to each other. Chúng ta cứ ngồi nói chuyện với nhau. Oh, she's so hot. Trời, ngon chưa, nóng chưa? How I wish I could have a night with her. Tưởng tượng một đêm mà tao có với nhỏ đó coi. But nobody will go up to talk to her. Nhưng mà không một ai bước lên đi nói chuyện với cô ấy cả. Because in our mind. Tại vì trong đầu của chúng ta. We think there's no way she would accept us. Chúng ta nghĩ là không có đời nào cô ấy lại đi chấp nhận với mình. We're not good enough. Tại mình đâu có đủ xứng với cô ta. So nobody go because they don't want to feel like shit when they get rejected. Thế nên không một ai bước lên tại vì họ cảm thấy là mình sẽ như cứt nếu như mình bị từ chối. Because in your subconscious, you remember how you get rejected when you ask for toys when you're 3 years old. Tại vì trong tiềm thức của các bạn nhớ lại là khi mình còn nhỏ mình bị từ chối vì cái món đồ chơi đó như thế nào. You don't want to feel like that. Và các bạn không muốn trải qua cái cảm giác đó lần nữa. So nobody go up and talk to her. Nên không một ai bước lên đi nói chuyện với cô ấy cả. Nobody. Không một ai. But you know what the girl's thinking? Nhưng các bạn có biết cô ấy nghĩ gì hay không? You want to know what the girl's thinking? Các bạn có muốn biết cô gái đó nghĩ gì hay không? No. Có muốn biết không? You want to know? Có muốn biết hay không? Yes. Not really. Không muốn biết à? I know. Yeah, shut the fuck up. Không muốn biết thì nán nín nha. Let me tell you what the girl's thinking. Rồi để tôi cho các bạn biết là cô ấy nghĩ gì. She's standing there. Cô ấy đứng ngay đằng đó. Half naked. Gọi là nửa khỏa thân. Wearing like a bad girl, slut. Ăn mặc như một con điếm, một cô gái hư. Right? And then she's thinking to herself. Và cô ấy nghĩ trong đầu rằng I already dressed like a slut. Tôi đã mặc như một con điếm rồi. Like what else do I have to do to get some attention here? Tôi cần phải làm gì nữa mới có được sự chú ý ở đây đây? I dressed like this and still nobody talked to me. Tôi đã ăn mặc như vậy mà vẫn không có ai bước lên nói chuyện với tôi. You know, my life is shit. Cuộc đời tôi như cứt. Tonight I have to go home. Tối nay tôi phải về nhà. And finish reading my book. Và đọc cho hết cái cuốn sách của mình. You know what? Mọi người có biết không? The first man that come talk to me tonight. Thằng đàn ông dám bước lên nói chuyện với tôi đầu tiên trong đêm nay. I'm going to take him home. Tôi sẽ dẫn cái thằng đó về nhà. And fuck him. Và làm tình với thằng đó. That's what she's thinking. Đó là điều cô ấy nghĩ trong đầu. But nobody went. Nhưng mà không ai bước lên cả. And that's also true of many big customers. Và điều đó nó cũng đúng với rất nhiều khách hàng lớn. There's a lot of big customers that salespeople don't talk to. Có rất nhiều khách hàng lớn mà nhân viên sale họ không dám bước lên nói chuyện. Because they all think, oh, they're too big. Tại vì tất cả họ đều nghĩ, oh, khách hàng đó lớn quá. I don't know why salespeople are afraid of big customers. Tôi không biết tại sao nhân viên sale lại sợ khách hàng lớn như vậy. Like a little girl, oh, it's too big. Giống như mấy cô gái nhỏ, lớn quá. Yeah. And then you go talk to the big customer. Và rồi khi mà các bạn đi nói chuyện với khách hàng lớn. And then they will say to you. Và họ sẽ nói với các bạn như thế này. You know you're the first one that come talk to us. Bạn biết không, bạn là người đầu tiên bước lên nói chuyện với chúng tôi đó. And no one talked to us before. Trước đây chưa từng có ai nói chuyện với chúng tôi cả. Happened so many times. Và điều này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. So don't be afraid of big. Vậy nên đừng có sợ cái lớn. If you try big. Một lần bạn đã thử cái bự. You always want big. Bạn sẽ luôn muốn hàng khủng. You cannot go back to small anymore. Đã bự rồi không bao giờ nông nhỏ lại được. Ôi, why you laugh? Cười cái gì mà cười? I'm talking about customers. Tôi đang nói với khách hàng nhỏ. Customers. Nói về khách hàng. Pervert. Biến thái. Okay, everybody understand? Các bạn đã hiểu được chưa? So write this down. Rồi ghi lại cái này. Sensitivity is poverty. Nhạy cảm là nghèo khổ. If you're a sensitive person. Nếu như bạn là một người nhạy cảm. And when customers say no.
Và khi khách hàng nói không với bạn, right, you're heartbroken. Các bạn cảm thấy là trái tim mình nó vỡ vụn. You're sad. Bạn buồn. You wanna jump off the building. Bạn muốn đi nhảy lầu. Okay. Then you will be poor. Thì các bạn sẽ nghèo. Don't jump off the building. Đừng có đi nhảy lầu. We're on the top floor here at Vietjet Plaza. Ở đây mình là tầng cao nhất của Vietjet Plaza. I know very easy to jump. Tôi biết là rất là dễ nhảy ở đây. Don't do it. Nhưng mà đừng có nhảy. Okay, so far we have nobody jump. Đến hiện tại là chúng tôi chưa có ai nhảy hết. Please don't be the first one. Thế nên làm ơn đừng có là người đầu tiên. Promise me. Hứa với tôi được không? Yes. Okay. All right. Sensitivity is poverty. Nhạy cảm là nghèo khổ. Okay, so we're in sales, we're in business. We cannot be sensitive. Chúng ta là người làm sale, chúng ta là người làm kinh doanh, mình không thể nào nhạy cảm được. When customers say no. Khi khách hàng nói không. Does anybody die? Có ai chết không? No. Are you sure? Chắc không? Yes. Do you die? Các bạn có chết không? No. No, right? Does the customer die? Khách hàng có chết không? No. Does your mother die? Mẹ các bạn có chết không? No. Does the sun explode? Liệu mặt trời có nổ tung hay không? No. No, right? Không đúng không? Are you sure? Có chắc không? Yeah. Sure. Sure. Okay. Sure. Does your girlfriend break up with you? Liệu bạn gái bạn có chia tay or với bạn boyfriend? Hay không? Hay là bạn trai bạn có chia tay bạn không? No. It's okay. He doesn't love you enough. Không sao đâu, tại cái thằng đó không chưa được yêu mình. You say fuck you and leave. Bạn chỉ còn nói đờ mờ mày rồi bỏ nó đi thôi. Yeah, we'll talk about that. Và chúng ta sẽ nói điều đó sau. Right. So nothing happened. Không có gì xảy ra cả. Customer say không có nhu cầu. Khách hàng nói là không có nhu cầu. Nobody died. Không có ai chết hết. You don't need to feel sad. Các bạn không cần phải cảm thấy buồn. Or disappointed. Hay là thất vọng. You don't need to overanalyze. Các bạn không cần phải suy diễn quá nhiều về nó. When customer say không có nhu cầu, what do you do next? Khi mà khách hàng nói không có nhu cầu thì các bạn làm gì tiếp theo? Move on. Bỏ qua và tìm khách mới. Chuyển qua vị khách tiếp theo ở Hà Nội. A4, A1, yeah. Cần Thơ, 500 points. Rồi A4, A1, Cần Thơ. Mở tiệm 500 điểm. Okay. That's right. When the customer say không có nhu cầu, next call. Đúng vậy, khi khách hàng nói là không có nhu cầu, mình sẽ gọi cuộc tiếp theo. You don't need to feel anything. Các bạn không cần phải cảm thấy cái gì hết. Okay, you don't need to feel. Các bạn không cần. You don't know them, they don't know you. You don't need to feel anything. Các bạn không cần phải cảm thấy gì hết, tại vì bạn không biết họ, họ không biết bạn, các bạn không cần phải làm gì hết. Sensitivity is poverty. Nhạy cảm là nghèo khổ. Alright. When your boyfriend break up with you. Khi mà bạn trai của bạn chia tay với bạn. What should you do? Thì các bạn nên làm gì? Next boyfriend. Next boyfriend. Hà Nội quay như one. Yeah. Okay, 500 points each. Rồi Cần Thơ và Hà Nội, team A1, mỗi team 500 điểm. When girlfriend boyfriend break up with you. Khi mà bạn next girlfriend boyfriend. Khi mà bạn trai bạn gái chia tay với bạn, mình tìm người tiếp theo. You don't need to feel like shit. Các bạn không cần phải cảm thấy như cứt. Right? If you do that. Nếu như các bạn làm như vậy. A3 minus 50 points. A3 trừ đi 50 điểm. A2. A2 chứ quên. Right? If you do that. Nếu như các bạn làm như vậy. I promise you. Thì tôi hứa với các bạn. You'll have more you'll find better partners. Thì các bạn sẽ tìm được cái đối tác quan hệ tốt hơn. You have more girlfriends. Các bạn sẽ có nhiều bạn gái more hơn. More boyfriends. Nhiều bạn trai hơn. You have better sex. Các bạn sẽ được quan hệ tốt hơn. And more of it. Và tất nhiên là con sẽ có quan hệ nhiều and hơn. And he says yes. Và bạn ấy nói có kìa. Right? Agree? Các bạn đồng ý không? Yes. Amazing, they agree with me. Rất là tuyệt vời, ai cũng đồng ý với tôi But hết. Can you do it? Nhưng mà liệu các bạn có làm được hay không? Can you do it? Liệu các bạn có làm được hay không? Most people cannot. Phần lớn mọi người sẽ không làm được. Most people are like, please don't leave me. Don't leave me. Most people are like that. Phần lớn mọi người lại không làm được như vậy. Các bạn tha thiết, các bạn khóc lóc, các bạn cầu xin làm ơn em ơi đừng có bỏ anh. Which is totally wrong. They will never respect you when you do that. Và điều đó là hoàn toàn là sai, vì khi các bạn làm như vậy họ sẽ không tôn trọng các bạn đâu. Because they know they can always have you. Tại vì họ biết là họ sẽ luôn luôn có được các bạn. They will totally not appreciate you. Và họ sẽ hoàn toàn không trân trọng các bạn đâu. But if you say, nhưng nếu okay. như bạn nói, không sao hết. Okay, all right, bye. Okay, tạm biệt. They come back and chase after you.
Thì như vậy họ sẽ quay lại đuổi theo các bạn. Same with customers. Cũng tương tự với khách hàng. There's so many times when we tell customers if you don't sign the contract today, I'm leaving. Và có rất nhiều lần khi mà chúng tôi nói với khách hàng là nếu như bây giờ bạn không ký hợp đồng ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ bỏ đi. Then I cannot help you anymore. Thì lúc này chúng tôi không thể nào giúp đỡ cho bạn được nữa. And they come back chase after us. Thì lúc đó họ quay ngược lại, họ đuổi theo chúng tôi. There's actually one case. Và thực tế là có một trường hợp. The customer say, oh, too expensive. Khách hàng luôn nói là mắc quá. Usually we don't get that. Very few customers say too expensive. Và thông thường chúng tôi rất ít khi nhận được những cái câu đó. Khách hàng ít khi nào nói là giá mắc quá. But this customer says too expensive. Only 200 million dong deal. Và chúng tôi có ít khách hàng như vậy, nhưng mà thường những cái đơn mà chúng tôi chốt sẽ là từ 250 triệu trở lên. And then finally our sales just said. Và cuối cùng bạn nhân viên sale của chúng tôi nói rằng, if you want to do e-commerce it takes a lot of money. Nếu như bạn muốn làm thương mại điện tử thì tốn rất nhiều tiền. If you can't afford it, don't do it. Còn nếu bạn đã thấy là mình không đủ khả năng chi trả thì đừng có làm. The sales is ready to leave. Và lúc đó là bạn nhân viên sale muốn rời đi rồi. And the customer pick up the phone and transfer the money immediately. Và rồi khách hàng nhấc điện thoại lên và chuyển tiền ngay lập tức. Did not even sign a contract. Thậm chí là chưa kịp ký hợp đồng luôn. Okay, chasing girls. Đeo đuổi con gái. It's like sales. It's the same. Đi bán gái cũng như là sale và y chang với nhau. They only appreciate it when they know they can lose it. Họ chỉ trân trọng khi mà họ biết là họ sắp sửa mất nó thôi. Did you learn something today? They only appreciate when they know they can lose it. Họ chỉ trân trọng khi họ biết là mình sắp mất thôi.